Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Normal Computer. Và hôm nay trên bàn mình đây là Helios 300, một chiếc laptop gaming cao cấp đến từ nhà Acer. Và tất nhiên trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại test game trên em Helios 300 này, để xem là với một chiếc laptop gaming cao cấp tới từ nhà Acer ấy, thì hãng sẽ tùy biến hiệu năng em này tốt đến đâu nhá. Chiếc Helios hôm nay mình có ở đây thì sẽ có cấu hình là RTX 3060, chip thì là i7 12700H, RAM là 16GB và SSD thì là 512GB. Những cái tựa game mình test trong ngày hôm nay thì mình sẽ để ở mức thiết lập cao nhất, và không để anh em chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với tựa game đầu tiên.
Qua những cái tựa game chúng mình vừa test ấy, thì mình thấy hiệu năng của em Helios 300 này cho ra tương đối là tốt này. Nhiệt độ thì loanh quanh khoảng tầm 85 đến 90 độ, trong cái nhiệt độ phòng chúng mình đang để điều hòa là 27 độ C. Anh em có thể là tăng cái tốc độ quạt lên để cho máy mát mẻ hơn bằng cách là nhấn vào nút turbo hoặc là sử dụng cái Predator Sense phần mềm của hãng. Tuy nhiên thì khi cái quạt nó max công suất ấy, thì nó khá là ổn. Và anh em nào mà chơi game ban đêm nhiều ấy thì cần lưu ý một chút về cái vấn đề này nhé. Anh em nào mà có ý kiến đóng góp ấy thì có thể để lại dưới comment của video. Và đừng quên để lại cho anh em chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.